Central Tech Solution hay CTS là công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phần mềm với các sản phẩm chuyển đổi công nghệ số, thương mại điện tử, quản lý doanh nghiệp theo hình thức B2B và B2C. CTS chúng tôi mong muốn thông qua những giải pháp công nghệ số để hỗ trợ giải quyết triệt để các vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải. Tập thể chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực và sáng tạo để tạo ra các sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý, theo kịp xu thế kinh doanh hiện đại của các doanh nghiệp. Với đội ngũ kỹ sư công nghệ trẻ trung có khả năng làm việc với các dự án đa quốc gia, đa ngôn ngữ, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật. Vì vậy, mỗi một sản phẩm của CTS là trí tuệ, là tâm huyết và hoài bão lớn của tập thể chúng tôi. Chúng tôi có rất là nhiều năm thực hiện chuyển đổi số cho thị trường Nhật Bản. Ví dụ như là chuyển đổi cho hệ thống du lịch, như khu vui chơi, như cả cái dịch vụ bán hàng, hay là beauty, thẩm mỹ viện. Tuy nhiên thì nhận thấy thị trường Việt Nam thì chưa thể áp dụng việc chuyển đổi số vào kinh doanh một cách hiệu quả. Đó là lý do vì sao công ty tôi ra đời. Chúng tôi đang hỗ trợ tất cả những phần về chuyển đổi số, tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa trong kinh doanh. Và giống như câu slogan của chúng tôi, leading from inside out, đó là chất lượng, hiệu quả và tối ưu nhất. Với sứ mệnh và định hướng rõ ràng, CTS đã và đang cho ra mắt các sản phẩm chất lượng, đáp ứng đa dạng các nhu cầu từ khách hàng. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến như Baby Smile, giải pháp quản lý sức khỏe và lịch tiêm cho bé, giúp mẹ có thể quản lý thông minh về sức khỏe và lịch tiêm cho bé một cách dễ dàng và thuận tiện. iPark, giải pháp đặt chỗ đỗ xe, giúp người dùng tìm kiếm, đặt chỗ và thanh toán phí đỗ xe một cách dễ dàng và tiện lợi. EasyShop, nền tảng thương mại điện tử, cho phép người dùng mua và bán các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến một cách dễ dàng và thuận tiện thông qua một trang web hoặc ứng dụng. TravelGo, nền tảng đặt vé và phòng khách sạn trực tuyến cho các hoạt động du lịch, cho phép người dùng đặt phòng và cả các gói tour du lịch trong một nền tảng đơn giản và tiện lợi. Yeshi, hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp toàn diện, tích hợp các tính năng quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý sản xuất, quản lý bán hàng, giúp các doanh nghiệp dễ dàng quản lý và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh của mình. Ở CTS, chúng tôi tin rằng công nghệ số giúp nâng tầm đời sống xã hội lên một tầm cao mới. Vì vậy, chúng tôi luôn không ngừng đổi mới về ý tưởng và công nghệ, nắm bắt nhanh chóng các xu thế xã hội và thị hiếu của khách hàng. Với phương châm sáng tạo, đoàn kết, tin tưởng, CTS cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và tuyệt vời nhất. CTS, leading from the inside out, dẫn đầu bằng nội lực.